Mái nhà sân Man City, Etihad cũ. Luôn luôn chúng ta nhớ rằng là có một cầu thủ trẻ tài năng, đó chính là Cole Palmer. Một trong những cầu thủ mà đã có gọi là tiềm năng phát triển nhưng mà anh không được trọng dụng ở gọi là Man City. Sau đó thì đã được chuyển nhượng tự do 40 triệu bảng đến với câu lạc bộ gọi là Chelsea. Và đã hiện tại thì Cole Palmer đang là một trong những cầu thủ thực sự là thành công ở trên sân vận động Stamford Bridge. Cole Palmer thì hiện tại đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với cả Erling Haaland ở trên bảng xếp hạng của vua phá lưới Ngoại hạng Anh sau cú gọi là Walker phá lưới của Everton vào rạng sáng ngày hôm nay. Cole Palmer thì cũng lập cú gọi là Walker phá lưới của Everton sau khi mà ghi bàn thắng ở các phút là 13, 18, 29 cũng như là 64. Góp phân công lớn và chiến thắng gọi là 6-0 của gọi là Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Cú Walker gọi là duy nhất của Ngoại hạng Anh năm nay 2023-2024 tính đến thời điểm hiện tại giúp cho Cole Palmer thì nhảy vọt lên gọi là bảng xếp hạng vua phá lưới ở giải đấu này. Cầu thủ sinh năm 2002 hiện đang giữ vị trí gọi là đồng hạng 1 cùng với cả 20 bàn thắng với cả Erling Haaland của Man City. Đứng sau gọi là vị trí dẫn đầu của gọi là Oliver Watkins cũng đã có 19 bàn thắng được tính đến thời điểm hiện tại. Và sau đó là Mohamed Salah cũng như là Alexander Isak của là Newcastle và Dominic Solanke của gọi là Bournemouth 1 đồng vị trí gọi là hạng 4 cùng với cả 17 bàn thắng. Với việc mà đã có 20 bàn thắng tại ngôi giải Ngoại hạng Anh và nâng gọi là pha lập công lên trên mọi đấu trường lên con số là 25 cho Chelsea. Cole Palmer thì cũng đang dần thành cầu thủ gọi là đầu tiên của Chelsea vượt qua gọi là thành tích ghi bàn của Eden Hazard 21 bàn gọi là một mùa ở gọi là mùa giải 2018-2019. Và đang chú ý thì trong 6 trận gần nhất của Ngoại hạng Anh, Cole Palmer đã có góp đến 10 bàn thắng cũng như là 3 kiến tạo. Tuy vậy, người Anh thì cũng trở thành gọi là cầu thủ đầu tiên của The Blue ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp trên sân nhà ở Stamford Bridge. Sau trận đấu thì huấn luyện viên của là Mauricio của là Pochettino thì cũng gọi là chia sẻ thực sự là vui mừng. Tôi thì cũng thực sự là chúng tôi rất là vui khi mà chơi bộ được Cole Palmer. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cole Palmer thì đang thi đấu rất là tốt và cậu ấy thích nghi rất là nhanh chóng. Cole Palmer thì có tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập vào đội. Tôi hy vọng và mừng cho cậu ấy vì toàn đội. Ngày hôm nay thì tôi rất là hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Và Chelsea thì có một trận đấu gọi là rất là tốt. Chelsea đã có một trận đấu hoàn hảo và chúng tôi sẽ thay đổi tiếp cận so với cả trận đấu với cả City United và đã cải thiện được rất là nhiều những gọi là khía cạnh. Nhiều người nói rằng là Man City bán gọi là Cole Palmer với giá 40 triệu bảng. Có thấy tiếc không hả Man City? Những gì mà Cole Palmer thể hiện cũng như là đạt được ở trong gọi là màu áo của Chelsea thì thực sự mà nói nó quá là một điều gọi là phi thường với một cầu thủ mà chỉ là 2K2 các bạn ạ. Ghi bàn gọi là 20 bàn trong gọi là một mùa Premier League. 9 cú sút penalty, không tạch một cú nào. Luôn tỏa sáng ở những trận cầu gọi là khó của Chelsea. Và là một người gọi là dẫn dắt gọi là hàng công, gọi là cực kỳ là ấn tượng khi mà đội bóng gọi là bế tắc. Nhiều người thì còn phải nói rằng là Cole Palmer là một món hời gọi là cực kỳ lớn của gọi là Man City dành cho gọi là Chelsea ở mùa giải này. Thực sự thì vua phá lưới Cole Palmer thì cũng đang gọi là thể hiện một phong độ gọi là thật sự là chói sáng. Một phong độ mà có thể gọi là hủy diệt bất kỳ một đối thủ nào và cũng không ngán bất kỳ một đối thủ nào anh em ạ. Đây có thể coi là một cơn ác mộng đối với cả quả thực thì với một người xem bóng đá trung lập như mình cũng thực sự phải gọi là mắt chữ A mồm chữ O với cả những gì mà Cole Palmer đã làm được. Tưởng rằng như là Man City bán đi một cầu thủ gọi là kém chất lượng cho Chelsea. Nhưng mà để rồi thì cầu thủ này lại là chủ chốt trong một câu lạc bộ cũng gọi là có tên tuổi ở Ngoại hạng Anh. Đó chính là Chelsea anh em ạ. Hiện tại thì Cole Palmer cũng đang được coi gọi là công thần của gọi là Chelsea ở thời điểm hiện tại khi mà những tiền đạo của họ thì thực sự là rất kém trong khâu ghi bàn. Và các bạn thấy rằng là Pochettino thì đã cho Cole Palmer một cái quyền hạn rất là cao ở Chelsea. Đó thế là anh có thể gọi là quyết định anh là người sút penalty hoặc có thể anh muốn nhường cho ai thì sẽ được nhường các bạn ạ. Đó, đấy là một cái quyền lợi rất là đặc biệt. Và chính vì sự tin tưởng của gọi là Pochettino thì Cole Palmer cũng có được một cái sự tự tin hơn khi mà anh sút penalty đến 9 quả thì không chừng quả nào. Anh em thấy một cái hiệu số. Các bạn cứ tưởng tượng rằng là đối với cả Ronaldo cũng như là Messi ý, hiệu số của họ cũng chỉ rơi 70% thôi. Nhưng mà hiệu số ghi bàn từ penalty của gọi là Cole Palmer hiện tại đây là 100%, không tạch một quả nào anh em ạ. Đấy là một con số và đấy là một trong những cái mà có thể nói lên được một cái sự tự tin của một cầu thủ trẻ chỉ mới gọi là 2K2
Và tới đây thì cũng sẽ là đầu tàu của Chelsea ở một hành trình gọi là mùa giải mới. Và chúc cho các fan của Chelsea cũng như là các cổ động viên của Chelsea sẽ tận hưởng những ngày tháng khi mà họ có một cầu thủ cực kỳ có chất lượng ở trong đội hình. Xem một online tại ebs88live.com. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.